Hết chưa kịp. A Di Đà Phật một câu khác. Kính thưa lão cư sĩ Dư Âm, con có thể hộ niệm cho thầy của con vì thầy của con xuất gia. Được, nếu thầy đó làm di chúc. Ví dụ như sư cô Diệu An, cô làm di chúc là chư vị khi tôi ra đi, chư vị cố gắng hộ niệm cho tôi. Khi hộ niệm xong rồi thì mới báo đến giáo hội để báo chư thầy tới làm lễ. Thì nếu mà cô làm di chúc như vậy, chúng ta sẵn sàng hộ niệm cho cô. Nếu cô không làm di chúc, đến lúc đó là vội vã kêu các vị tới, có vị biết hộ niệm thì tốt, có vị không biết hộ niệm, các ngài chuyên làm lễ, thì cái lễ đó có làm cho cô siêu thoát hay không, từ cô quyết định đây, cho mình đâu có dám cãi cô được. Đúng không? Thì cô nói vậy cái đúng không? Một vị hòa thượng mà làm di chúc đàng hoàng, khi ta chết đi thì tất cả các thầy đều phải lo hộ niệm cho ta, khi hộ niệm sau 12 tiếng hay là bao nhiêu tiếng đó, thành tựu đầy đủ viên mãn việc hộ niệm rồi mới lo đến việc lễ lộc nào đó, thì các ngài làm di chúc đức. Từ khi giữ có di chúc đó, chúng ta sẵn sàng hộ niệm. Có các thầy làm di chúc là gửi cho ban hộ niệm đó, và ban hộ niệm đó được quyền khai thị hướng dẫn trước cái giác linh của ta, thì chưa bị làm được. Còn nếu không có di chúc đó, không ai dám làm. Tại vì cái đây là cái quy luật của các ngài rồi, chư thầy đó làm sao làm chúng ta không biết, không dám cãi. Chúng ta làm và cãi qua các thầy thì nó lộn xộn, trong đó không tốt. Cho nên các thầy phải, các cái con phải làm di chúc, thầy di chúc. Tham con cũng nói vậy cái đúng không cô? Còn các cô mà không làm di chúc, chính con mà con tới con đứng trước cô không dám cãi thầy. Con làm coi như thầy như vậy, con hổng nào làm sao. Nhưng mà cô gửi cho con sẵn sàng con nói. Cái đó là sự thật, tại vì cô cho phép. Thì hỏi người con nhà trách con, nên tại vì cô bắt con làm như vậy con mới làm. Là nghĩa là cái không, cung kính bất như tùng tùng mệnh, phải không cô? Thế là như vậy. Cho nên chư vị phải nhớ, vì thầy của con là sư cô, vẫn thường hộ niệm. Có phải là sư cô Dự An không biết nữa. Là trưởng ban hộ niệm, sau này sư cô trong lúc lâm chung, con phải xin phép để hộ niệm cho sư cô, để được sự đồng ý của sư thì con có thể hộ niệm. Xin phép trước khi hộ niệm như vậy có đúng pháp không? Đúng. Chứ là hỏi được rồi, sư cô cho phép mình làm, sư cô không cho phép thì sư cô làm sao làm, mình đâu có dám trèo cao. Cho nên đó là từ sư cô, cho nên câu này là câu nhắc sư cô chứ không nhắc con. Không phải nhắc con người nào, tại vì này người ta nói sư cô là cũng nói sư cô đâu phải, chứ với sư cô này là tại vì sư cô nào đó là một ban hộ niệm thì ban hộ niệm phải có, là một sư cô thì sư cô phải ra cái chiếu chỉ trước, hà chiếu chỉ đàng hoàng, quy luật đàng hoàng, để cho hàng đệ tử làm, chứ không không làm thì hàng đệ tử không biết cũng hơi rối đấy, cũng hơi lúng quýnh đấy. Câu của 12:10 rồi. À vậy là còn cái này còn nhiều quá, thì vào chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục trả lời cho nó hết cái này. Thì thôi bây giờ lỡ hàng quá nói từ 10 phút. Rồi chiều nay thì sẽ tiếp tục trả lời hết cho chị vị nha. Mong chị vị thông cảm nha. À thì đã xin thầy chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn. Thầy vừa là không biết rồi đó, xin kính chào anh. Hôm nay chúng ta nghe, chúng ta thấy cụ thể hơn rồi, thấy cái mục đích tu hành của mình rõ ràng hơn rồi. Lão cư sĩ Diệu Âm rất là cảnh tỉnh chúng ta, vì trước đến nay chúng còn có tu hành mà rất là mơ mơ màng màng, mình cứ nghĩ là đến chùa tụng một bài kinh, lại vài lại Phật như vậy là tu hành. Hôm nay lão cư sĩ Diệu Âm chỉ điểm cho chúng ta. Tu hành là phải có mục đích. Chúng ta tu hành như thế nào? Mục đích đi tu để làm gì? Rõ ràng nếu mà đặt ra mục đích để một đời này chúng ta thành đạo, để một đời này chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phải có cụ thể làm những điều gì, tu những cái gì, giữ những cái gì, bỏ những cái gì, làm sao để một đời này lúc lâm chung, lúc xả bỏ bỏ thân, chúng ta phải thực hiện bằng được những điều chính xác của Phật đề ra, tổ đề ra, chúng ta mới có thể là thành đạo được, có thể vãng sanh được, chứ
không thể mơ mơ hồ hồ tu hành chung chung như trước. Hôm nay chúng con nhờ những lời chỉ điểm của lão cư sĩ Hiểu Âm mà chúng con nhận ra rõ ràng điều này và quyết là một đời này phải tu hành cụ thể chính xác hơn nữa. Bây giờ lại có những cái tọa đàm của lão cư sĩ Hiểu Âm đã ghi trong quyển sách để hiểu thấu hành đúng, có nghĩa là từ trước đến giờ chúng con hiểu chưa thấu, vì hiểu chưa thấu cho nên hành sai. Hôm nay có cái quyển sách này để hiểu thấu, hiểu thấu chắc chắn, muốn hiểu thấu chúng con phải căn cứ vào quyển sách này, xem quyển sách này đây là những lời tổ, lời Phật dạy rồi, có nghe vào đây mới hiểu thấu được. Khi hiểu thấu rồi chúng con mới hành đúng được. Chúng con xin thành tâm cung kính cảm niệm công đức của lão cư sĩ Hiểu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cũng chúng con cũng xin cung kính cung tri ân công đức của sư cô Diệu An đã chứng minh, đã làm cho niềm tin của chúng con vững vàng hơn. Rất là cung kính tri ân công đức của sư cô rất là từ bi, muốn quảng bá cái pháp môn hồi điểm này mà ở đây hầu như là chúng con vẫn còn thờ ơ, cho nên cái sức mà truyền bá của sư cô cũng không được viên mãn. Thì nhờ cái pháp hội này, nhờ sự chứng minh của sư cô, chắc chắn sau cái pháp hội này chúng con sẽ tới với sư cô nhiều hơn và chân quý hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm nhận công đức của quý sư cô và quý lão cư sĩ Hiểu Âm.